Chủ đề là sắc vàng Nam Bắc Hội An thì đã được tổ chức một lần năm 2018. Thì năm nay là năm thứ hai. Thì thông qua cái tuần lễ du lịch thì quảng bá cho cái hình ảnh du lịch của địa phương xã Ninh Hải nói chung và Ninh Bình nói riêng. Thì nói chung là đối với qua cái tuần lễ du lịch thì cái lượng khách thu hút được cái lượng khách biết đến với cái khu du lịch ở Tam Quốc Bích Động nhiều hơn, và cái lượng khách về thì năm sau tăng năm trước. Tam Cốc hiện tại thì cũng có những mùa cao điểm tốt điểm, như hiện tại như đang mùa này là đang cũng rơi vào tình trạng như là cũng gọi là trung bình thấp. Khách mùa này là thường thường thì họ đi du lịch biển nhiều hơn. Tôi cảm thấy là cũng rất là vất vả, đi một chặng đường khá là xa, trời thời tiết thì nắng nên nói chung là cũng rất là vất vả. Dù là 39 hay 40 độ thì mình vẫn phải đi bình thường, bởi vì số của mình đến thì mình vẫn phải chở, vẫn phải phục vụ khách, cũng không thể bỏ được. Nếu mà mình bỏ là coi như không có cơm ăn luôn. Always try to pick the off seasons because it's more charming, less crowded. Of course, the prices are almost better, and it's probably more or less the common spirit in Europe, for example, because traveling while during the off seasons makes more sense, especially for the locals in the countries. It's not that stressful, and they don't tend to hate the tourists. So, and it's more charming as well.